Ba. Nhà cung cấp động cơ điện Minh Motor xin kính gửi tới quý khách tư liệu kỹ thuật motor công nghệ Úc. Sản phẩm đã được sử dụng khắp châu Âu, châu Mỹ, châu Á trước khi có mặt tại Việt Nam từ năm 2007. Sản phẩm mẫu dưới đây là motor 380V, công suất 4kW, còn gọi là 5,5 ngựa. Tốc độ 960 vòng trên phút, 6 cực điện. Khoảng cách từ tâm trục tới mặt đất là 132mm. Đường kính cốt trục là 38mm. Motor 3 pha có chế độ đấu điện sao hoặc tam giác. Cường độ dòng điện định mức khi đấu sao là 5.61A, khi đấu tam giác là 9.75A. Motor có chế độ làm mát toàn phần, cấp trừ nhiệt F. Vỏ sản phẩm có thể bảo vệ động cơ với những hạt nước, hạt bụi siêu nhỏ IP55. Cấu tạo motor bằng tôn silic xanh cá ngồi, có độ thẩm thấu từ cao. Sản phẩm chạy rất êm và tiết kiệm điện năng. Khi sắp đặt chế tạo máy, quý khách cần lưu ý khoảng cách giữa các tâm lỗ đế dọc trục là 178mm, khoảng cách giữa tâm lỗ đế ngang trục là 216mm. Với hơn 1.500 công nhân sản xuất lành nghề tại nước ngoài và đội ngũ kỹ thuật viên đa năng sáng tạo trên toàn quốc, công ty Minh Motor luôn mang đến những sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao nhất, mong được cùng hợp tác với quý khách để tiếp tục có những đóng góp lớn hơn cho ngành công nghiệp Việt Nam.